em đang mũi á bác sĩ. Tính đang mũi. Hiện tại đang có mấy bồ? Dạ, em có gia đình rồi. Có gia đình rồi, chưa có bồ đúng không? Bác sĩ nói giỡn chọc ghẹo nha. Bây giờ gì nè, sao từ xưa giờ không dự định nâng mũi mà giờ tự nhiên nổi cơn lên đòi đi nâng mũi? Em sợ hồi xưa giờ cũng ham lắm đã, cũng đã, nhưng đã. Mà cái sợ phẫu thuật đỡ đau. Nói đi, nói đi, nói đi. Bây giờ rồi cái sao tự nhiên giờ ham có bị chọc mũi gãy rồi kia cái phải lớn lên cái muốn đi nâng mũi. Rồi, cho nên em phải nói hết những cái lý do em sợ cái gì để chi các bác sĩ người ta giải thích. Khi em cảm thấy thoải mái rồi, tức là em không có hỏi ai bằng hỏi chính bác sĩ đâu, được chưa? Em hỏi lòng vòng, em lên trên mạng hỏi tùm lum mọi người nói kiểu, bắt đầu là mình hoang mang, mình sợ đi. Cho nên là hỏi trực tiếp các bác sĩ, người ta giải thích cho mình xong mình cảm thấy ok, nghe hợp lý, nghe cũng không đến nỗi gì đó thì lúc đó mình quyết định. Thứ nhất em sợ đau, thứ hai sợ phẫu thuật, đúng chưa? Sợ phẫu thuật, cái chữ sợ phẫu thuật này mênh mang chút nha. Sợ phẫu thuật là sợ biến chứng hay là sợ leo lên giường mổ hay là sợ vụ gì? Sợ biến chứng. Ok, thế cái biến chứng của mũi là gì? Em phải biết nó là cái gì. Cho nên em sẽ hết sợ. Biến chứng của cái mũi là gì? Bác nói luôn á, để cho mình khỏe. Rồi. Em thấy nhiều người sửa về rồi bị dẹo một bên. Rồi bị dẹo một bên. Sợ bị viêm mũi, rồi sợ bị ảnh hưởng tới cái sau này. Viêm mũi, viêm mũ, đúng không? Rồi, ok. Như vậy bác cho em những cái lời khuyên để khi em làm em không phải sợ nữa nè. Thứ nhất là em sẽ không sợ đau vì bên bác sĩ, các bác sĩ người ta có cách, được chưa? Người ta cho em phê ha. Rồi em sẽ không đau, bỏ qua cái đau nha. Thứ hai là cái ca phẫu thuật, em sợ biến chứng. Những biến chứng trong phẫu thuật là sợ, đúng, phẫu thuật mà. Cho nên là nhiệm vụ của em khi bác tư vấn xong, em có quyền chọn nơi nào em làm là việc của em. Nhưng nhiệm vụ của em phải chọn hai việc cho bác sĩ. Thứ nhất, phòng khám nó chuẩn hay không, phòng mổ nó chuẩn hay không, để thôi em bị viêm nhiễm, được chưa? Thứ hai là gì, bác sĩ đó chuẩn hay không để không bị biến chứng. Rồi, thế thì bây giờ để em tìm hai việc đó thì em tìm bằng cách nào? Bây giờ ai cũng quảng cáo giống nhau hết trơn á, ai cũng để hình đẹp quá trời luôn, ai cũng có đúng rồi, cũng rồi sao cho nên muốn đi làm mà không biết sao. Rồi sao, rồi sao vụ đó, rồi sao, à sao em tin bác sĩ được? Em lên Facebook em thấy bác sĩ tư vấn nhiều quá, em muốn hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ có mà chi nhánh ở Cần Thơ không, tại vì nếu đi thành phố thì xa quá, em ngồi xe dở. Rồi, vì em đang sợ hai việc. Thứ nhất là biến chứng trong phẫu thuật, thứ hai là viêm nhiễm. Quan điểm của bác sĩ là gì? Xe riêng của bác sĩ đón em tận nhà, xong sau đó em lên xe. Và khi làm xong em nằm chườm đá. Tại vì em làm xong nguyên cái ngày đó em cũng, dù ở nhà em cũng phải nằm, em cũng phải nằm chườm đá nghỉ ngơi và có điều dưỡng lo. Bây giờ bác phải tập trung lên trên phòng mổ chuẩn của bác sĩ trên Sài Gòn. Vì sao? Vô trùng chuẩn em sẽ không bị viêm mũ. Hai cái biến chứng em mới vừa nói với nãy. Thứ nhất, viêm mũ, viêm nhiễm sau phẫu thuật. Thứ nhất là an toàn cho em. Thứ hai, biến chứng trong phẫu thuật là gì? Cái phòng mổ của em phải có những cái bình cấp cứu, có những cái máy cấp cứu có đầy đủ để lo cho tính mạng của em. Ở tỉnh không đủ nguyên tắc, không đủ tiêu chuẩn. Rồi, bác nói rõ vậy thì tùy em chọn nha. Em muốn mổ Cần Thơ thì em mổ, muốn mổ đâu cũng được. Nhưng quan điểm của bác khuyên em nên lên trung tâm. Ở tỉnh thì nhiều lắm. Ở tỉnh cho nên, cho nên. Khi em mổ xong ha, thì em chăm sóc vết thương, em không phải leo lên Sài Gòn trở ngược lại nữa để chăm sóc vết thương hay cắt chỉ nữa, mà ở tại chi nhánh của bác sĩ, các điều dưỡng sẽ làm việc đó cho em. Nhưng mổ thì em nên đến trung tâm lớn để làm, vậy thôi. Trong cuộc đời em, nguyên cuộc đời em đợi tới giờ này em làm cái mũi mà em lại hai cái điểm đó phải cần quan trọng nhất nhưng em lại không quan tâm, em lại quan tâm chuyện khác là đâu phải, đúng chưa? Hai cái việc quan trọng nhất là gì? Biến chứng trong cuộc mổ và sự viêm nhiễm trong vô trùng không chuẩn. Hai cái đó là hai cái biến chứng đáng sợ nhất. Và em mới vừa trả lời, vừa hỏi bác là em sợ hai cái đó nhất. À, sợ hai cái đó nhất. Nhưng khi người ta khuyên kêu đi làm để đừng có xảy ra hai cái đó thì tụi em không chịu. Đến khi mà xảy ra chuyện rồi, lúc đó bác sĩ cũng mệt theo chứ đâu có giỡn đâu, đúng chưa? Rồi, ở đây cho lời khuyên thôi nha. Em có quyền làm ở đâu việc của em. Em có quyền làm tại Sóc Trăng, em có quyền làm tại Cần Thơ, em có quyền làm đâu việc của nhỏ. Nhưng khi bác sĩ tư vấn, trách nhiệm, nhiệm vụ của bác sĩ phải nói, phải khuyên. Vì cái nghề này mười mấy năm trong nghề rồi, bác khuyên, bác nói rõ vậy đó. Em nên lên trung tâm lớn làm vì cái mũi nó rất quan trọng. Em cắt mí ở tỉnh được, em làm đồng tiền ở tỉnh được, em làm cái gì cũng được. Nhưng cái mũi và cái ngực, ha, căng da mặt, những ca lớn em nên lên Sài Gòn. Tại vì sao? Bây giờ đi rất là nhanh và xe có xe riêng đưa đón, thì không có lý do gì mà mình lại vì cái việc này mình đánh đổi hai cái biến chứng nguy hiểm.
được chưa? Bác đã giải thích, bác nói rất rõ. Em ở tỉnh xa vậy rồi sao xe bác sĩ đưa? Bác sĩ vừa nói xong đã nói xe riêng của bác sĩ đưa đón tận nơi luôn, mà tụi em còn cãi vã với bác sĩ, tụi em không chịu làm nữa thì cái đó là lỗi tụi em rồi. Lỗi tụi em rồi, bác sĩ đã hết mình rồi, đúng chưa? Bác sĩ đã lo chu đáo hết mình trong cái việc trách nhiệm của mình, còn việc mấy em tự chọn tự quyết nha. Rồi, xe riêng bác sĩ đưa đón và rồi có người chăm sóc. Nguyên cái ngày đó em dù em làm ở tỉnh em cũng không có được làm gì, cho em phải nằm. Em phải nằm nghỉ ngơi rồi đúng không? Thế thì mình nằm trên xe có cái gì khó khăn đâu mà sao? Rồi không sao, bác sĩ chỉ cho lời khuyên, còn tự cơ thể của mình quyết định đúng không? Mình làm đâu là việc của mình làm loại nào là việc của mình. Cái giá tiền bao nhiêu cũng là túi tiền của mình, không có sao hết á, em tự quyết hết nha. Đó. Tại vì em thì dạng như ở nhà nội trợ thôi, em muốn làm sao cho phù hợp với công việc của mình á, không làm trời cam quá hay là đúng chính xác ngoài. Đúng chính xác. Dạ. Khi làm cái mũi thì bác có 2-3 vấn đề thế này. Thứ nhất, cái mũi đó phải hợp với gương mặt của em, được chưa? Cái mũi đó phải hợp với gương mặt của em chứ không phải hợp với cái cô hàng xóm nào hết trơn á. Rồi thứ hai là gì? Cái mũi đó phải hợp với công việc của em. Ok, em là diễn viên, em là hot girl thì cái mũi nó khác, còn em là ok giáo viên hay là thư ký hay cái gì đó thì cái mũi nó khác. Cho nên bác nhìn tổng thể hết tất cả mọi thứ. Cái mũi, cái đầu mũi nó phải đẹp, hợp với cái mũi của em. Cái đầu mũi cái mũi này không có hợp nhau rồi nè. Cái đầu mũi của em cũng được, tốt tốt được, nhưng mà phần trên nó gãy. Rồi, thứ nhất cái đầu mũi của em nó đang không hợp với cái mũi của em. Rồi, rồi cái mũi của em nó đang không hợp với gương mặt của em. Tại vì sao? Gương mặt của nhỏ tròn, nhưng mà cái mũi của mình đang bị lép, đang bị thiếu, đang bị yếu đi, đang bị chưa có sung. Nói vậy cho nó hiểu. Rồi, ok ha. Rồi, cho nên em phải làm sao cái đầu mũi hợp với cái mũi. Rồi nguyên cái mũi này nó hợp với gương mặt của em, và gương mặt của em nó phải hợp với nghề nghiệp của em. Rồi, nó đi trong một cái bộ như vậy mới được. Được chưa? Rồi giờ bác sĩ coi nếu mà mũi em là mũi nào nó phù hợp về gì, chỉ phù hợp với cái túi tiền rồi với giá cả rồi. Bắt đầu biết túi tiền của em nhiêu rồi bác tư vấn. Đúng chưa? Nhưng phù hợp mà chỉ ra cái công việc của mình chỉ vừa đủ cái chi tiêu với nhà nội trợ mà. Bây giờ bác chỉ phân tích về chuyên môn, còn cái túi tiền của em tự biết và em tự quyết nha. Bây giờ nếu như mình muốn làm mũi cao thì nên làm cái gì đó tự thân để cho an toàn. Tại vì bác thấy là gì? Gương mặt của em tròn thì em phải làm cao mới đẹp. Cái câu này nhớ nha, lát bác hỏi lại đó. Bác tư vấn xong rồi quên trơn à. Tự thân phẫu thuật em sợ. Tự thân nào sợ? Tay sừng sừng vậy đó, tim cái phẫu thuật thấy sợ. Thì thôi làm loại kia, bác nói rồi, bác cho lời khuyên thôi. Khổ ghê á, bác không có ép ai làm cái gì hết trơn á. Bác cho lời khuyên tụi em hỏi bác sĩ, bác khuyên đã rồi xong rồi sợ luôn luôn. Mấy em hỏi bác sĩ khuyên xong rồi cãi lại. Sao vậy? Bác khuyên thôi nha, nói lại lần nữa. Bác khuyên là cái mũi của em nên làm cao mới hợp với gương mặt. Rồi nhắc lại lần nữa, câu này lát bác hỏi lại lần nữa đó. Thấy chưa? Ok, còn hỏi gì nữa không? Dạ, chị ơi, ví dụ như em muốn làm luôn nhưng mà mũi cái mắt em nó bị sụp á. Anh ấy làm luôn. Nên làm luôn một lần. Ở đây em hỏi tới đâu bác nói tới đó thôi ha. Nhưng mà em tự quyết định ha. Nên làm luôn một lần. Mình thấy cái gì không được mình cần làm một lần đi. Vì uống thuốc một lần, kiên cử một lần, được chưa? Thì đó là lời khuyên về y khoa, về y học. Nên làm một lần. Rồi, còn mình quyết định cơ thể mình tự quyết định, còn không biết mình làm hay là lần sau làm thì tùy ha. Nếu mà làm mắt á, mình cái vết khâu đó nhìn thấy nhiều không hay là nhìn thấy nó không? Đã làm thẩm mỹ rồi, đã làm thẩm mỹ rồi mà bác sĩ người ta cắt sẹo tùm lum, người ta khâu tùm lum thì còn gì là thẩm mỹ, đúng chưa? Đừng có lo, em đừng lo lắng nhiều quá. Bây giờ chỉ cần là gì, trên gương mặt mình thấy không hài lòng gì, cái em nói cái bác sĩ người ta tư vấn và người ta làm bằng tốt nhất có thể. Tức là cái sẹo thẩm mỹ là gì? Là giấu hết tất cả mọi thứ. Thí dụ như trên cung mày, người ta giấu trong cung mày, ở chỗ mí mắt người ta giấu trong mí mắt, chứ ai đâu mà cắt giữa chừng ở đó nằm cái sẹo đó được, phải không? Rồi. Dạ. Rồi. Dạ, okay. Dạ. Dạ. Dạ chị okay. Em cảm ơn bác ha. Ok, bye bye. Dạ rồi.